Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Tài chính thuế phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang kiến nghị xây dựng luật thuế tài sản bởi Bộ cho rằng hiện nay chính sách thuế đối với tài sản chưa đáp ứng vai trò là một trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Trong chương trình Tài chính thuế phát sóng ngày 18 tháng 4, chúng tôi đã đề cập đến tác động của thuế tài sản đối với nhà ở. Bên cạnh đất và nhà ở, Bộ Tài chính cũng tính đến phương án đánh thuế tài sản đối với tàu bay, du thuyền, ô tô có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên. Phương án thuế suất được đưa ra là 0,3% và 0,4%. Trước đề xuất này, nhiều ý kiến lo ngại sẽ khiến thuế chồng thuế bởi hiện nay, khi để sở hữu một chiếc xe, người dùng đã phải nộp rất nhiều khoản thuế phí khác nhau. Và đây cũng sẽ là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Tài chính thuế tuần này với chủ đề đánh thuế tài sản ô tô trên 1,5 tỷ đồng, liệu thuế có chồng thuế? Nhưng trước tiên, mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp ngay sau đây. Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án luật thuế tài sản bên cạnh đất ở, nhà ở, tàu bay, du thuyền thì đáng chú ý là ô tô có giá trị trên 1,5 tỷ đồng cũng sẽ bị đánh thuế. Ba loại phương tiện này nếu có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên, không sử dụng vào mục đích kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, hành khách sẽ chịu thuế theo hai phương án 0,3% hoặc 0,4%. Với xe mới, giá trị tính thuế là giá trị do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định. Với xe cũ, giá trị này sẽ bằng giá trị xe nhân với tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại. Chẳng hạn, một chiếc xe ô tô có giá trị 5,5 tỷ đồng thì phần giá trị bị đánh thuế là phần giá trị 4 tỷ đồng với thuế suất 0,3 hoặc 0,4%. Như vậy, người mua xe sẽ phải nộp thêm số thuế là 12 triệu đồng nếu áp dụng thuế tài sản là 0,3%. Theo số liệu do Bộ Giao thông Vận tải cung cấp, thì 100% số lượng tàu bay, du thuyền đăng ký trên toàn quốc thuộc sở hữu của tổ chức, không có tàu bay, du thuyền nào đăng ký thuộc sở hữu tư nhân. Nếu đề xuất luật thuế tài sản mới được thông qua, đây sẽ là một yếu tố nữa đẩy chi phí mua xe của người Việt lên cao, bên cạnh hơn 10 loại thuế phí hiện nay. Với việc đề xuất đánh thuế tài sản đối với ô tô từ 1,5 tỷ đồng trở lên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía người dân cũng như là chuyên gia. Vậy những ý kiến đó là gì? Mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau của phóng viên VITV. Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, phí đăng kiểm, trước bạ. Đây chỉ là một trong những loại thuế phí hiện nay mà một chiếc xe mua tại Việt Nam phải chịu. Theo chia sẻ của người dân, với từng ấy loại thuế phí đã khiến một chiếc xe đội thêm cả trăm triệu đồng. Bởi vậy, trước thông tin Bộ Tài chính đề xuất đánh thêm một khoản thuế là thuế tài sản với ô tô có giá trên 1,5 tỷ đồng, nhiều người dân không đồng tình. Theo mình thì cái này chắc là mới là dự thảo thôi của Bộ Tài chính thì mình cũng không đồng tình lắm, bởi vì là giá trị của một chiếc xe hơi ở Việt Nam này so với các nước trong khu vực hoặc là một số nước trên thế giới đã chịu rất nhiều các loại thuế và phí. Một chiếc ô tô về Việt Nam là có giá chắc phải gấp phải 2,5 đến 2,7 lần so với nước ngoài. Nên mình thấy cái dự luật mà đánh thuế tài sản đối với các cái ô tô mà trị giá trên 1,5 tỷ đồng này nó cũng không hợp lý lắm. Tuy nhiên, cũng có ý kiến người dân lại đồng tình với khoản thuế tài sản với ô tô mà Bộ Tài chính đưa ra, bởi cho rằng hiện nay cơ sở hạ tầng của Việt Nam còn hạn chế, nên việc đánh thuế sẽ giúp có thêm một khoản thu để nâng cấp cơ sở hạ tầng, đáp ứng thêm nhu cầu đi lại của người dân. Với cái thông tin là ô tô trên 1,5 tỷ đồng thì đánh thuế, thì mình thấy nó cũng là cái rất là hay của nhà nước. Vì như thế thì cái ô tô nhập khẩu đắt tiền ấy, người dân khi mua người ta phải tính toán hơn. Một số chuyên gia cũng cho rằng việc đánh thuế là bất hợp lý, bởi hiện nay người dân Việt Nam vốn thu nhập là thấp so với nhiều nước, nhưng muốn sở hữu ô tô sẽ phải bỏ ra số tiền nhiều hơn so với nhiều nước khác. Giờ còn phải đóng thêm thuế tài sản cũng là điều bất hợp lý đối với người sở hữu phương tiện này và dễ dẫn đến tình trạng lách luật, từ đó có thể sẽ làm thất thu ngân sách. Và cái thứ hai nữa là gì? Nếu chúng ta là ấn định một cái mức khởi điểm là 1,5 tỷ thì lập tức là gì? Các nhà sản xuất và người tiêu dùng lại phải tìm cách lách bằng cách là gì? Người ta lại cho ra những dòng xe giá rẻ và kém chất lượng để tránh cái việc đánh thuế. Thì rõ ràng đây là gì? Nhà nước phải hết sức cân nhắc giữa cái hiệu quả của việc thu thuế ô tô với lại những cái tác động, những hậu quả về mặt xã hội mà không khéo lại là dẫn đến giảm nguồn thu cho nhà nước. Nhưng cũng có nhiều chuyên gia cho rằng việc đánh thuế tài sản đối với ô tô từ 1,5 tỷ đồng trở lên là hợp lý, bởi để sở hữu ô tô với giá trị như vậy là người có thu nhập cao, song cần phải công bằng giữa các loại tài sản.
Những người nào mà đi những cái xe tỷ rưỡi trở lên ấy, thì đúng là có thu nhập, rất có điều kiện, có kinh tế rồi. Cho nên là đánh là đánh những cái đối tượng có khả năng nộp thuế, có thu nhập cao. Nhưng mà bên cạnh ô tô tôi nghĩ rằng là cần phải công bằng đối với tất cả các loại tài sản. Khi nó là những cái tài sản lớn chẳng hạn như là tàu bay, du thuyền thì phải đánh nhiều hơn ô tô. Theo đại diện Tổng cục Thuế, lần sửa đổi này là một sức ép rất lớn của Bộ Tài chính trước công luận. Và nếu đánh thuế tài sản ô tô thì phải đánh cả tàu, thuyền, máy bay và một số loại tài sản có giá trị khác. Tôi cho rằng là ô tô mà có cái giá trị cao, đẹp thì có lẽ cũng cần phải đánh. Bởi vì anh may mắn, phải nói rằng là gì? Anh sống trong xã hội này, anh được nhờ ơn xã hội này nên anh có cái may mắn về cơ hội kinh doanh. Cho nên mới có cơ hội có tài sản cao. Và vì có cái may mắn đó thì anh cũng vui vẻ đóng mấy đồng thuế chứ có sao đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng là đánh ô tô thì đánh cả tàu thuyền, đánh cả máy bay và đánh số một tài sản có giá trị khác. Đúng không ạ? Thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một ý kiến mà chúng ta cần phải nghiên cứu thôi. Theo các chuyên gia tài chính ở Việt Nam, trường hợp đã đánh thuế thì không nên phân biệt giá trị, mà đã là ô tô thì xe nào cũng thù vì nó cùng gây ra nhiều tác hại như nhau. Thậm chí xe giá trị thấp còn có hại cho môi trường xã hội hơn. Bên cạnh những ý kiến khác nhau về dự thảo này thì hiện nay vấn đề khiến nhiều người không thể lý giải là cơ sở nào để ngưỡng chịu thuế là 1,5 tỷ đồng. Đó là chưa kể, liệu tình trạng thuế chồng thuế khi để sở hữu một chiếc xe, người dùng vốn đã phải nộp rất nhiều khoản thuế và phí khác nhau. Theo các chuyên gia, nếu người dân sở hữu tài sản có quy mô lớn, có yếu tố xã hội không khuyến khích thì cũng nên chịu thuế. Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay, riêng với ô tô thì đã phải chịu quá nhiều loại thuế phí khi đến tay người tiêu dùng. Giờ phải chịu thêm thuế tài sản là điều cần cân nhắc và xem xét. Khi đi mua một cái xe, người ta cũng phải nộp cái phần thuế cho cái người bán. Bởi vì người bán cũng phải nộp thuế thu nhập của người ta. Mà cái thuế của người bán nộp cho nhà nước là gì? Là người mua trả. Thuế của cái người bán là do người mua trả đấy chứ. Người bán tính được lợi nhuận từ trên cái giá bán. Thế thì cái giá đấy là gì? Do người mua trả đấy chứ. Một lần nữa thuế thứ hai. Thế bây giờ mua được cái xe rồi, thế sau đó là gì? Sử dụng cái xe đấy, thế bây giờ là gì? Lệ phí đường bộ, lệ phí đường bộ, tất cả các loại phí là đóng hết rồi. Xăng rồi môi trường thì cứ được đóng hết rồi. Bây giờ tồn tại cái xe để trong kho thôi cũng là gì? Đóng tiền. Thế như vậy là một cái tài sản ở đấy, để đến khi là gì? Từ cái tiền kiếm được về cho đến khi trở thành là tài sản có thể sử dụng được, nó trải qua đến 2-3 lần thuế. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng nếu coi ô tô là một mặt hàng xa xỉ, chứng tỏ thu nhập người dùng cao mới có thể sở hữu, thì hiện nay đã có thuế tiêu thụ đặc biệt. Chính vì thế, đánh thêm thuế tài sản sẽ gây ra hiện tượng thuế chồng thuế. Trong trường hợp này, riêng đối với ô tô hiện nay, thì tôi cho rằng chúng ta cũng nên có những cái cân nhắc giữa những loại thuế khác nhau. Bởi vì chúng ta hiện nay đang có cái thuế tiêu thụ đặc biệt. Đối với một số những loại thuế, loại sản phẩm tiêu dùng mà nó không phải là phổ biến, thì chúng ta nên áp dụng cái thuế tiêu thụ đặc biệt để chúng ta điều tiết. Và như vậy thì nếu chúng ta cho rằng là những cái loại ô tô được gọi là xa xỉ, những loại ô tô không phải là ô tô phổ biến đó, thì chúng ta nên áp dụng nó vào cái loại thuế tiêu thụ đặc biệt vào đó để chúng ta điều tiết, thì có lẽ tốt hơn là cái việc mà chúng ta tính vào cái thuế tài sản hiện nay. Nếu chúng ta coi như ô tô là một mặt hàng xa xỉ thì nó đã có cái thuế tiêu thụ đặc biệt. Thế còn bây giờ người dân người ta để mua được ô tô, để ô tô lăn bánh trên đường đã phải cộng cho nó rất nhiều loại thuế và phí khác nhau rồi. Bây giờ lại thêm một cái loại thuế tài sản để đánh chính ô tô đó thì rõ ràng là không tránh khỏi cái chuyện thuế chồng thuế. Và làm cho gì? Cái người dân người ta phải chịu quá nhiều những chi phí để mà có thể là duy trì một cái phương tiện. Đặc biệt, điều khiến nhiều người băn khoăn là do ngưỡng phải chịu thuế chưa có sự lý giải công bằng. Nếu coi ô tô là tài sản lớn phải chịu thuế thì rõ ràng cần có một mức chung và cần tính khấu hao tài sản, không thể duy trì một mức giá với tài sản từ năm này qua năm khác để từ đó tính thuế. Cái gọi là cái mức khởi điểm 1,5 tỷ đối với ô tô, tôi cho rằng nó không hợp lý, nó không có cơ sở, Với ô tô thì chúng ta thì khi chúng ta đưa vào lưu thông rồi thì nó giá trị nó sẽ giảm đi, khấu hao giảm đi theo từng năm. Mà chúng ta đánh một cái mức thuế cố định trên cái giá trị như vậy thì rõ ràng là gì, nó không tránh khỏi tình trạng là cái giá trị thực của xe nó đã xuống thấp hơn 1,5 tỷ nhưng chúng ta lại vẫn đánh thuế đến 1,5 tỷ. Tuy nhiên, với những lo ngại về thuế chồng thuế
hay mức 1,5 tỷ đồng đưa ra thì cũng có những chuyên gia đồng tình bởi cho rằng các luật thuế đều có sự đan xen và điều tiết khác nhau. Thì cái đối tượng cái thuế suất và cái việc triển khai cái việc áp dụng như nào để đảm bảo cái nguyên tắc là nó công bằng hợp lý. Chứ còn cái việc mà đánh thuế thì cũng có ý kiến cho rằng là có cái sự chồng chéo thuế, trùng thuế, chồng thuế. Thế nhưng mà tôi cho rằng là cái ý đấy thì cũng không hẳn. Nó có một chút như vậy nhưng về cơ bản từ trước đến nay rất nhiều loại thuế, rất nhiều phí thì cũng ít nhiều có một phần nào đấy là bị trồng thuế chứ không phải là hoàn toàn là độc lập, vì nó đều có cái sự đan xen liên hệ chặt chẽ mật thiết với nhau, đầu ra đầu vào, cho nên là ít nhiều nó cũng sẽ có một cái sự trùng lặp nhất định. Báo cáo của Bộ Tài chính cũng chỉ ra, theo kinh nghiệm quốc tế, hiện chỉ có 3 nước đánh thuế tài sản đối với động sản, bao gồm máy móc, thiết bị, phương tiện, trong đó có ô tô, tàu bay, tàu thuyền. Do vậy, trong bản dự thảo lần này, ban soạn thảo cũng tính đến phương án không đánh thuế tài sản với những động sản trên trong trường hợp chọn phương án tính thuế, sẽ thực hiện miễn thuế đối với tài sản thuộc tổ chức, các đơn vị kinh doanh vận tải. Theo phân tích của Bộ Tài chính, hiện có 174 trên 193 nước thực hiện thu thuế tài sản, thuế thu hàng năm trong quá trình sử dụng tài sản với nhiều tên gọi khác nhau. Các nước sử dụng thuế tài sản như là một công cụ tài chính hữu hiệu để tăng cường quản lý việc sử dụng tài sản ở tổ chức cá nhân. Và hiện nay các nước đang đánh thuế tài sản như thế nào và kinh nghiệm quốc tế ra sao nếu đánh thuế tài sản? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc KPMG. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Lời đầu tiên xin được cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VTV. Thưa ông, ở thời điểm hiện tại thì Bộ Tài chính vừa đưa ra dự thảo về việc là sẽ đánh thuế tài sản cho các tài sản, ví dụ như là nhà ở hay là ô tô hay là du thuyền. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cái việc mà đánh thuế này của Bộ Tài chính ạ? Tôi cho rằng bất kỳ một chính phủ nào đều có một nhiệm vụ, đó là duy trì hệ thống pháp luật và chính sách thuế. Và các loại hình thuế được thiết lập phù hợp với mỗi quốc gia, mà điều này phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế xã hội của quốc gia đó. Thuế tài sản vừa được đưa vào dự thảo của Bộ Tài chính là một vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm, bởi khu vực bất động sản đang diễn ra rất năng động và thu nhập của người dân cũng tăng lên nhờ vào việc kinh doanh và sở hữu các tài sản có giá trị như bất động sản hay xe cộ. Tôi cho rằng việc đánh thuế tài sản là thuận tự nhiên và ở một thời điểm nào đó, chính phủ sẽ cân nhắc đến việc có nên đánh thuế tài sản hay không. Đây là cơ hội tốt để mở rộng ngân sách, nhưng cũng là thách thức của chính những người sở hữu và giao dịch tài sản của mình. Theo ông thì việc thu thuế tài sản ở thời điểm hiện nay tại Việt Nam có phù hợp hay không ạ? Trên thế giới, hệ thống thuế quan bắt đầu bằng việc đánh thuế tài sản là một việc đã được tiến hành từ lâu. Việc đánh thuế đối với người sở hữu tài sản được tiến hành như một việc đương nhiên. Ngày nay thì có nhiều loại thuế hơn trước, như thuế thu nhập cá nhân hay thuế giá trị gia tăng. Nói cách khác thì thuế tài sản chính là lĩnh vực khá cũ rồi, nhưng Việt Nam có lẽ chưa cân nhắc đến loại hình thuế này. Và càng ngày người dân càng sở hữu nhiều tài sản hơn, chính phủ sẽ nghĩ đến việc đánh thuế tài sản như một hình thức để bổ sung vào nguồn ngân sách nhà nước. Ở thời điểm hiện tại, việc đánh thuế tài sản là hợp lý, nhưng để đưa ra những quy định phù hợp và đánh thuế sao cho công bằng là điều rất khó khăn. Chúng ta cần đảm bảo rằng người dân hiểu việc đóng thuế là để xây dựng xã hội, xây dựng cộng đồng và các quy định được thực hiện công bằng. Việc đánh thuế tài sản cũng sẽ gây ra không ít những thách thức. Thách thức đó là việc tài sản thì không cố định, do đó việc định giá khối tài sản đó bằng tiền là vô cùng khó khăn. Bởi để đánh thuế thì ta cần phải đánh thuế bằng tiền và dựa trên giá trị của tài sản đó. Khi đánh thuế, chúng ta phải cân nhắc đối tượng bị đánh thuế có đủ khả năng đóng thuế hay không. Thử tưởng tượng, họ phải chuẩn bị một lượng tiền mặt ở nơi khác để đóng thuế, như từ công việc, việc kinh doanh thì có phù hợp hay không? Do đó, tôi muốn nhấn mạnh lại, tài sản là vô hình, khó định lượng. Chúng ta cần cân nhắc kỹ đến khả năng đóng thuế của người sở hữu tài sản mà không phải bán tài sản đó. Chính phủ và các cơ quan quản lý Việt Nam sẽ cần cân nhắc kỹ khi đưa ra loại hình thuế này. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, thì ông có lời khuyên như thế nào để giúp cho chính phủ Việt Nam có thể có được một bộ luật thuế đánh giá tài sản phù hợp và hợp lý ạ? Đối với các nước trên thế giới, thì hiện nay họ đang cân nhắc giảm thuế thu nhập, chuyển sang đánh thuế các loại thuế tiêu dùng. Thuế tài sản không bao giờ là nguồn thu chính vào ngân sách trong thế kỷ 21 này. Hình thái của nền kinh tế đang vận động và thay đổi khác trước kia.
tất nhiên, việc đánh nhiều loại thuế khác nhau không quan trọng bằng việc đánh thuế như thế nào cho hợp lý. Chúng ta cần tuyên truyền phổ cập để người dân hiểu hơn về nghĩa vụ đóng thuế, cũng như việc đóng thuế có vai trò thế nào đối với xã hội. Cần đảm bảo toàn bộ người dân có thể chấp nhận được loại thuế này mà không gây ra bất kỳ một xáo trộn lớn nào. Và chính phủ cũng cần công khai minh bạch chuyện thu thuế đó là để làm gì, tạo ra giá trị chung nào khi mà thu nhiều loại thuế như vậy. Đây là vấn đề thách thức lớn cần chính phủ giải quyết. Cảm ơn ông đã tham gia buổi trò chuyện ngày hôm nay của kênh truyền hình VITV. Cuộc trao đổi vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Tài chính thuế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc nhận thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.